Chào tất cả các bạn đến với chuyên mục sản phẩm công nghệ mỗi ngày của shop công nghệ 300 Thái Hà. Như thường lệ, hôm nay lại shop lại giới thiệu các bạn đến một sản phẩm mới. Như các bạn nhìn thấy đây là chiếc Dell Virtual 3550, hãng máy tính Dell đến từ Mỹ. Máy được thiết kế bằng vỏ nhôm nguyên khối như các bạn nhìn. Màu ghi. Đây là các thiết kế, ví dụ bên sườn trái máy có cổng eSanta và cổng HDMI, cổng USB 2.0. Và các bạn nhìn đây là cổng SD thẻ. Bên sườn phải thì có một cổng USB 3.0, cổng mic và cổng phone, và đây là chiếc đầu đọc đĩa và một cổng USB 3.0 bên này nữa. Thế là máy có hai cổng USB 3.0 và một cổng 2.0. Và đây là chiếc NAND, cây cắm NAND. Dòng 3550 được thiết kế màn hình 15,6 inch. Như các bạn nhìn đây là chiếc camera. Đây là chiếc đầu đọc vân tay. Tun chuột được thiết kế rất là lớn để chúng ta sử dụng, và có hai phím trái phím phải và phím bấm dạng nổi như này. Mình sẽ vào cấu hình của máy bên trong bây giờ. Như các bạn có thể nhìn thấy, máy sử dụng vi xử lý Core i5-2 2410 2.30 và 4 CPU. Máy dùng 4 GB. Máy dùng hai cạc đồ họa, như các bạn nhìn thấy đây là chiếc HD Graphics 3000. Và độ phân giải của màn hình là 13:67:8, độ phân giải màn HD rất là phổ thông bây giờ. Màn hình của dòng Dell được tráng một lớp chống lóa, chúng ta có thể nhìn thấy dưới ánh nắng mặt trời. Mình sẽ kiểm tra dung lượng của chiếc ổ cứng này. Đây các bạn có thể thấy, máy còn dùng chiếc cạc màn hình AMD Radeon 6600, 6700, 1 GB. Thế là cái máy này có thể sử dụng đồ họa rất là tốt. Đây dung lượng ổ cứng là 500 GB, khá là đầy đủ cho chúng ta làm việc. Với một chiếc máy tính vỏ nhôm như này, độ tản nhiệt rất là tốt. Mát và vỏ nhôm tặng rất sang trọng, với giá bán là 8,8 triệu đồng. Máy được bảo hành 3 tháng tại shop công nghệ 300 Thái Hà. Các bạn nhìn lại sản phẩm một lần nữa.